Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với 500 Rose New TV. Và bây giờ có lẽ sẽ là trận thi đấu được đánh giá là hấp dẫn nhất của ngày hôm nay. Đại chiến màu đỏ, Players đối đầu với Astralis, mình là Sam. Và ngồi bên cạnh mình đây một khuôn mặt rất quen thuộc của những fan Astralis rồi, Caster Hana. Phải nói là ở cái loạt trận thi đấu này, tính chất cũng sẽ rất quan trọng giữa cả đội hình của Players cùng đó là Astralis. Khi mà bất cứ đội tuyển nào có được cho mình chiến thắng, hiệu số của họ sẽ thành 3-0. Và theo những cái thể thức của bên phía PGL đã đưa ra thì ở những giải đấu RMR như thế này, cứ 3-0 chắc chắn là sẽ vào đến giải đấu Major. Nhưng quan trọng là ở đó thì họ sẽ bắn với cái vai trò nào thôi, Challenger hay là Legend. Còn trận thi đấu này chỉ đang mang tính chất là kiếm vé. Đầu tiên là phải kiếm vé cái đã rồi mới tính đến những cái thứ hạng sau. Rõ ràng như vậy rồi, đối với các thành viên của Astralis thì họ chắc chắn rất muốn thắng cái trận đấu này. Đêm dài thì lắm mộng, và nếu như kể cả trận đấu này mà Astralis họ lỡ có để thua với tỷ số là 2-1 thì sang trận đấu tiếp theo cái đối thủ của họ cũng dự đoán là vô cùng khó nhằn. Còn đối với Players thì chắc chắn rồi, họ hiện tại thì ngày hôm qua họ đã có một màn thể hiện phải gọi là rất tốt, tương đối nhàn hạ trước những đối thủ khác. Và bây giờ đây cũng có thể coi là cái bài thử đầu tiên, bài thử mạnh nhất dành cho đội của Players. Và cá nhân tôi thì đang khá là mong chờ xem là đội bên phía team Astralis ở ngày thứ hôm nay họ sẽ thể hiện ra sao. Trước đây chúng ta hay gọi hai đội tuyển này đó là hai sao đỏ ở hai phương trời khác nhau, một bên là châu Âu còn một bên còn lại thì là CIS. Nhưng đến hiện tại thì Gambit cũ hay đã đổi tên rồi, bây giờ thì chúng ta biết đến họ với cái tư cách là Players. Nhưng đương nhiên những con người thì vẫn vậy, và cái đội hình của Players thì vẫn mạnh như ngày nào, vẫn là một Nafani trẻ trung có phong cách côn khá là táo bạo đẩy cục. Những cái tên còn lại thì đều là những người chơi tay to cả, thậm chí Hobbit thì cũng rất giàu kinh nghiệm, anh ta thì cũng không có lạ lẫm gì cái đội hình của Astralis nữa rồi. Thì dự đoán một chút đi, cá nhân anh Sam, anh nghĩ rằng cái cặp trận thi đấu BOMA này tỷ số sẽ là bao nhiêu? Anh thì sẽ nghiêng về phía Players hơn, cho nên anh nghĩ tỷ số chúng ta sẽ là 2-1. Cá nhân em thì thậm chí còn nghĩ là 2-0 dành cho đội hình Players. Ngày thi đấu hôm qua là một ngày thi đấu mà Astralis có phần nào đó, tôi sẽ dùng tạm từ là may mắn đi, một phần là may mắn, khi mà bên phía bên kia thì Ents không có phong độ cao nhất, họ gần như chỉ chơi game với một người là bị chữ đi ha, và đó cũng là điểm nhấn duy nhất mà chúng ta còn đọng lại về Ents. Ngược lại thì ngày hôm qua Astralis đều có những cá nhân vào tay, đặc biệt Blamef vào tay rất sớm. Blamef vào tay sớm tạo tiền đề cho những cái tên còn lại của Astralis được thi đấu tự do hơn, thoải mái hơn, và họ đã kiểm soát được cái nhịp độ ở map Thiro Opas giai đoạn đầu tiên là quá tốt. Về sau thì có một chút những cái chật vật đến từ đội của Astralis, nhưng nhìn chung thì em vẫn cảm giác là ngày thi đấu hôm qua Astralis đã thi đấu với tính chất cá nhân nhiều hơn so với cái tính chất của cả một cái đội hình của Astralis. Và thật ra thì đó cũng không phải là điều gì quá xấu cả, nhưng khi đối mặt với một đội hình bên phía của team Players với những cá nhân có skill cá nhân tốt đến như vậy thì chỉ phụ thuộc vào một người chơi lên tiếng sớm như những gì mà Astralis đã ngày hôm qua chắc chắn là không đủ. Chúng ta định phải nói là đây cũng là một tựa game đồng đội nữa, cho nên là nếu chúng ta bị quá phụ thuộc vào một cái cá nhân nào đó thì rõ ràng cũng là một điều không nên. Và đội hình của Players thì phải nói rằng cái sự tinh thần đồng đội và những cái sự phối hợp nhịp nhàng từng player với nhau thì có lẽ chúng ta cũng thấy quá nhiều rồi. Họ bắn cùng nhau từ Gambit Youngster xong rồi lên tới cái thời điểm hiện tại khi mà đội đang vào form nhất thì họ cũng vẫn chơi cùng nhau, rõ ràng là quá hiểu nhau thôi. Còn bây giờ sẽ cùng đến với cả trận đấu này luôn. Map phiếu đầu tiên là map phiếu Action được pick bởi Astralis. Như vậy thì Player sẽ là đội tuyển xuất phát bên phía City side trước, và ngay những giai đoạn đầu tiên chủ động đẩy luôn 3 kép đến từ Players. Astralis thì có một động thái ngược lại hoàn toàn, giữ lại trục middle. Nhưng quan trọng là có chiếm được hay không đây, khi mà nếu như Player cùng nhau đẩy ra thì sẽ là cuộc chiến cực kỳ nảy lửa. Nhưng có vẻ như đến thời điểm hiện tại thì vẫn đang là một setup giữ nguyên đội hình đến từ các thành viên của Players mà thôi. Axie lộ thập tiểu donut rồi bắt buộc phải bỏ về. Config đẩy một đường vào trong nest của đối phương, mà Hobbit có vẻ cũng đã nghe ra thông tin này, sẽ là một tình huống đánh bom xe từ cả hai đường đến từ đội của Astralis. Axie có đầu, Shiro cũng là mạng, Hobbit cũng đã lên tiếng. Astralis được rụng rời hoàn toàn, Config sẽ đóng vai trò key player. Nhưng người ta sẽ làm được gì đây khi là một pha 1v5 dành cho vị trí Config? Trời ơi, rất khó để cho Config bây giờ. Anh ta thậm chí còn có, anh ta đã bị phân ở vị trí rồi nhưng vẫn may mắn lấy được cái đầu của Shiro. Nhưng Axie không phải là tay mơ đâu, lộ bóng trước nhưng Config vẫn không thể bắn chết được cho Axie. Và đó là 1-0 để cho Players. Phải nói rằng Ratchet Pistol, kỹ năng cá nhân và khả năng tay to thể hiện rất rõ trên từng thành viên của Players. Họ bắn rụng rất nhiều người. Và Config biểu tình của anh ta cũng có một chút sự bất ngờ, Shiro đã phát hiện ra, nhưng may mắn là vẫn có được một mạng, có thể coi là danh dự cho Astralis trong Ratchet Pistol. Một cuộc thảm sát mà Players dành tặng cho Astralis ngay round thi đấu đầu tiên, và C4 cũng không được đặt.
Và thi đấu thứ hai này sẽ là một bài toán nhẹ nhàng cho các thành viên của player mà thôi. Thì địch hoàn toàn là những khổng lốc của người có giáp và thậm chí có đám chơi theo kiểu cá rô phi. Vào thẳng bên trong khu vực kép này thì đã có bộ đôi Navani cùng đó là Inter rồi. Bên trong bom sai B thì cũng đang có một cái tên nữa là Shiro. Nhưng có vẻ đến thời điểm hiện tại, sau khi mà Astralis không gây ra thêm một động tĩnh nào cả, thì players cũng đang phần nào đó hướng sự chú ý của mình ra khu vực middle. Đây sẽ là một tình huống fake khu vực bom sai B đến từ đội của Astralis. Bốn người cùng nhau tạo động gây ra những sự khó chịu cho đối phương, khiến cho đội của player phải back về. Và sau đó thì Blamef sẽ cầm quả C4 di chuyển vào và đặt bom bên trong khu vực bom sai A. Một bài có thể nói là khá là phổ biến trong những round thi đấu full eco của bên phía T-side rồi. Và hiện tại thì trong bom site A của player chỉ có duy nhất một người thôi, vị trí của Arcside thôi. Nhưng mà Arcside thì hiện tại đã vào form từ khá sớm, phong độ là tương đối cao. Zipex đã phải hy sinh dưới hậu súng của chàng Hobbit và ý đồ bây giờ chắc chắn đã bị đổ rồi. Triple kill cho Hobbit, Arcside lao ra hốt được một mạng. Và Blamef sẽ cố gắng hạ quả bom này xuống nhưng bây giờ thì anh ta không kịp để đặt bom. Khá đáng tiếc cho Astralis, khá là bài bản. Nhưng và đó cũng là một round thi đấu dễ dàng để cho player, họ không mất đi bất kỳ một player nào hết. Mặc dù nó không giống 100% những gì mà tôi nói, nhưng đấy vẫn là một kế hoạch của các thành viên phía team Astralis, với bốn người tạo động và người còn lại thì sẽ đóng vai trò là kiếm lúa cho đội hình của mình. Nhưng mà 800 đô cũng không thể được cộng vào tài khoản đội hình của Astralis, nhưng ít ra thì round thi đấu tiếp theo họ vẫn có thể full buy được một cách thoải mái thôi. Map thì đều Ancient thì phải nói rằng là Astralis và player thì tỷ lệ thắng là tương đối cao. Thì Astralis cũng sẽ muốn chiến thắng các map thi đấu này luôn để qua đó họ còn có cơ sở để có thể trùng tay một chút cho map thi đấu sai. Khi gần đây Astralis đã không có một tỷ lệ thắng tốt, chính xác là họ bắn 5 trận nhưng mà đều thua trên map thi đấu sai này. Và cùng xem là Astralis hướng đi nào cho họ đây. Bom thì vẫn đang là tổng bom sai B, trong khi đó player họ đang chờ đợi nó là 212, sẵn sàng backup cho bất kỳ một bom sai nào. Và hiện tại thì có vẻ như player đang sợ đối phương hướng sự chú ý vào bom sai B nhiều hơn. Di chuyển rất chậm đến từ các thành viên của Astralis khi thời điểm hiện tại họ vẫn chưa lộ rõ những ý tưởng của mình. Astralis ở những round thi đấu gần đây thì rất thích đẩy ra khu vực middle, và round thi đấu này thì cũng không nằm ngoài dự đoán. Chốt chặn cực kỳ quan trọng, chính xác một chốc point cực kỳ quan trọng ở map thi đấu Ancient này để có thể tạo tiền đề đi phải thoải mái hơn. Config vẩy tốt vào thẳng mồm của Exile, nhưng trong Spoke vẫn đang còn người. Quả Spoke che là quá kín, và khi nó tan đi thì Config không thể vượt qua được Hobbit. Chỉ là bắn yếu đối phương mà thôi, lợi thế mặt nhân sự đã được cân bằng dành cho cả hai team. Nhưng mà với việc Hobbit yếu máu thì anh ta cũng không thể nào cương ở Sniper Nest nữa, sẽ cần một vị trí khác. Và đây là một tình huống di chuyển về bom site A. Đội hình của players lúc này họ chỉ còn lại cài duy nhất vị trí Navani ở B thôi để đề phòng đối phương có tình huống back về. Nhưng 20 giây còn lại di chuyển vào A thì gần như sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Label check vào Hobbit nhưng trước đó Hobbit cũng đã yếu máu. Đây có thể sẽ là round thi đấu chiến thắng đầu tiên, nhưng trong tempo vẫn còn khẩu ốp của Siro và không ai nhìn vào cả. Một mạng chưa có bạn thứ hai cần phải sủi về. Và Sam lúc này đang là không có quá nhiều đâu, 5 giây còn lại chưa đặt bom là chắc chắn hỏng rồi. Navani vẫn còn ở bom site B và Siro vẫn sống. Một round thi đấu rất đáng tiếc đến từ Astralis. Quá chậm đến từ tay vịt của Astralis. Những giai đoạn đầu tiên họ đang cố gắng tìm cách để counter lối chơi chủ động của Navani, kê đẩy rất nhiều. Chưa một round thi đấu nào Navani đẩy cả. Và thậm chí là round vừa rồi khi lượng hỏa lực phần nào đó có sự thua thiệt so với Astralis, vẫn còn MP9, vẫn còn Famas, thì player cũng không đẩy. Và Astralis gần như tốn nguyên một nửa round thi đấu mà chẳng làm điều gì cả. Đến lúc đẩy ra middle bắt đi một người thì họ cũng mất thêm một khoảng thời gian rất dài nữa để có thể tiến vào bên trong vòng bom site A. Và đấy mới chỉ dừng lại ở mức độ là vào A thôi, chứ chưa phải là chiếm được A. Rõ ràng là cần phải có những cái sự thay đổi về mặt nhịp độ đến từ đội của Astralis trong khoảng thời gian sắp tới. Còn round thi đấu này họ vẫn đang là half buy, bắn xoay quanh hai khẩu AK được giữ lại bởi Zipex cũng như là Blamef. Nhưng mà không hề có bất kỳ một quả bom quả mìn nào cả thì đây sẽ là cái bất lợi rất lớn này cho Astralis. Chúng ta đều biết rằng ở cái map thi đấu này thì cả hai bom sai chúng ta sẽ cần tối thiểu phải là những quả flash, còn tốt hơn thì sẽ có những quả smoke để chen lên cái vị trí quan trọng. Nhưng mà không có đồ
thì nếu muốn đánh vào B thì khả năng gọi là khả năng của Astralis có lẽ họ sẽ bò vào khu vực kép. Bây giờ Glaive bắt được vị trí của Hobbit thành công, đục được thủng khu vực Sniper Nest, nhưng vẫn đang có một người bảo kê lại, đó là Siro. Nhưng Glaive đứng góc này thì Siro tạm thời sẽ chưa thể phát hiện ra được. Astralis nhìn vào hướng di chuyển thời điểm hiện tại thì sẽ là đánh vào khu vực bom side B. Và trong B thì đang có hai người ở kép, không hề có smoke để có thể che đi tầm nhìn của đối phương. Và con fake bò vào, cần phải check ra được thông tin đối phương đã có hai người trong đấy. Bắt tạm mình nhưng không được rồi, con fake ơi. Vị trí của Blamep đổi được một bà gục, Navani hạ gục và Lick, và tình thế vẫn đang là 3v3. Navani đã có thể xùi về được rồi. Axai hạ gục play vô tội, xong thời gian không còn nhiều nữa. Blamep có một không thể vượt qua Shiro. Một VSI được Clutch Minister, và đó vẫn là thất bại của Astralis. 4-0. Players thực sự đang kiểm soát quá tốt những giai đoạn đầu tiên Mountain Action này. Họ bắn bên phía City side, cái khoảng cách cự ly đội hình phải dịch chuyển ra sao đều làm cực kỳ xuất sắc. Và Astralis đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể tìm ra được lời giải mang tên Players. Phải nói là từng pha xử lý các thầy Players thì nó đều đạt được độ chính xác cao. Ta chưa nhìn thấy quá nhiều tình huống mà Players đấu lỗi ở trong game thi đấu này, và nó cũng là một phần khiến cho những bài vở của Astralis chưa thể nào phát huy được tác dụng của nó. Middle là gần hơi ở Players, họ đánh bánh chiếm là vô cùng kỹ càng, đẩy hẳn hai người ra mid và một người đứng ở khu vực City để kẹt ở khu vực side A. Và khi Middle đã control được rồi thì Hobbit sẽ lui vào trong, đó là khu vực đó đang. Setup với tận hai người ở Middle, khi mà các thành viên của Players nhận ra rằng là Astralis đi mid rất nhiều trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bây giờ thì Exile đã có những động thái di chuyển rồi, liệu có phải là một tình huống xin flash để có thể đẩy hay không đây? Như vậy là chính xác, và vị trí Glaive đoán ra điều này, úp mặt vào tường như đó để căn vết ném bom chứ không phải là để counter Exile. Vẫn mất một người và có thêm một thương binh đến từ đội của Astralis. Tình thế vẫn chưa có tín hiệu khả quan dành cho họ. Thậm chí bây giờ Players họ đang muốn đẩy bóng side B, zip back với khẩu Mark 10, liệu bắn được ai hôm nào? Phát hiện ra đó là Intern Z, nhưng cũng rủi vào rất nhanh. Và lick vào đầu tiên chưa có, đã tụ những viện bóng thứ hai thì đã có. Navani thì cũng đã hy sinh dưới hậu xung của vị trí của anh chàng zip back rồi. Đây là cơ hội dành cho sao đỏ châu Âu. Siro 1v3 trong bóng side B, mà đây còn là một khẩu ốp nữa. Và anh ấy không có bất kỳ một bạn hàng hụt nào cả, zip back có double kill. Đây sẽ là round điều chiến thắng đầu tiên dành cho Astralis. Chúng ta chưa nhìn thấy bất kỳ một cơ hội nào dành cho Hobbit cả. Và nhất là lúc này lượng tiêu của Players cũng đang là không còn nữa, bắt buộc phải đi xếp súng. Hobbit, anh ta đã hạ gục đi được con fake để có thể lấy về AK. Và phần còn lại của Astralis thì có lẽ cũng không nên đi bắt súng Hobbit làm gì đâu, khi mà tay người chơi này cũng là to. Chỉ đang có một mình vị trí của Blamef mà thôi. Blamef đã đổ bóng mất rồi. Và thôi xong, lại tiếp tục là một cái tên nữa của Astralis phải đầm. Nhìn vào lượng tiền mà xem, Astralis ơi, đâu phải là giàu có dư giả gì đâu. Bắt súng theo kiểu NIP thì có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt trong đoạn trận đấu tiếp theo đến từ đội hình của Astralis. Có lẽ nên dừng ở đây được rồi. Vui thôi đừng vui quá. 1-4 dành cho Astralis. Một round thi đấu mà Sipek có lẽ là đóng vai trò tốt nhất ở trong đội hình của họ, khi đã có được cái double kill, đặc biệt một trong số đó lại là mạng gục người bên trong bom side là chàng Shiro. Tuy nhiên thì cách biệt thời điểm hiện tại vẫn đang là 3 round, và round thi đấu này thì đội hình của Players hoàn toàn có đủ cơ sở để bài được. Một round thi đấu giành chiến thắng, nhưng mà các thành viên của Astralis đi bắt súng và nó vô hình chung lại ảnh hưởng kinh tế của bản thân mình. Alex đã có một round thi đấu support cho Zipix là vô cùng tốt, để cũng tạo nên những cái tiền đề giành được round chiến thắng đầu tiên dành cho sao đỏ. Còn đối với team Players thì cái lượng tiền của họ lúc này cũng chả phải là quá nhiều. Còn đối với Astralis thì rõ ràng cộng loss bonus thì sẽ là cộng tiền bonus round thắng, thì nó cũng vẫn sẽ là đủ để họ có thể bãi khẩu AK thôi. Hỏa lực của họ vẫn sẽ là mạnh hơn Players một chút xíu. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã được nhìn thấy một battle action, và phần thắng nghiêng về đội hình của em, người đã để thua trước Astralis trong buổi tối ngày hôm qua. Và ngay khi khởi đầu là trận đấu thứ 6 thôi thì Hobbit bắn xuyên smoke vào đầu của Config, spam rất ảo đến từ vị trí của Hobbit, và ngay lập tức Astralis đã phải chơi thua người. Bây giờ thì đội hình của Astralis họ mất đi vị trí của Config. Đối với các đội hình Players lúc này thì họ đang bắn khá là an toàn,
duy nhất vị trí của Hobbit lúc này đang người có nguy cơ cao nhất sẽ phải ngã xuống khoảng thời gian này mà thôi. Và Clavel đã phát hiện ra Hobbit và tôi vừa nói xong cái khả năng ấy nó đã trở thành sự thật. Không còn lợi thế hơn người nữa. Nhưng mà vị trí của các thành viên player trong bóng A, họ quyết định đi đẩy đến từ Axai. Một khẩu MP9 là bây giờ Clavel nếu không cẩn thận sẽ phải nằm xuống. Tham Minh hơi lệch nhau. Axai chỉ cần vào đúng vị trí Clavel là được. Clavel cũng đang yếu máu lắm rồi nhưng Axai có vẻ như là không nhìn. Và bây giờ thì sẽ là lộ lợi thế hơn người đá nghiêng về cho players. Ba người còn lại ở bóng B từ Axalit họ đang khá bơ vơ lạc lõng rồi. Đẩy vào thời điểm này khu bom B sẽ cần tiếng bắn nhào tay to. Pha lịch bắt đi được Navani. Nhưng liệu sao có đoán ra địch đang bắn đến tận 3 người của bom B không đây. Góc đứng của Shiro thì cũng đã là đẹp. Và Shiro nếu có sự support tốt của đồng đội hoàn toàn có thể có được cho mình hai mạng gục. Nhưng đang bị đục đến Shiro. Vẫn chưa thông tin báo về Inter đẩy ra bắt được Sipek. 20 giây còn sót lại. Pha lịch làm gì thế kìa, cầm bom gì chuyển rất ớ anh đến với pha lịch. Và cả Playmap cũng đã phải nằm. Như đã nói trước đó thì map thi đấu Ancient này các thành viên của Astralis rất cần chiến thắng bởi vì Deathside hiện tại đang không phải là một mảnh đất lành với họ, với tỷ lệ chiến thắng hiện tại đang là 0%. Valik sau một round thi đấu anh ta có một tình huống support tốt thì đến round thi đấu này lại đang có một vài những dấu hiệu chệch choạc và có vẻ như đang có một tình huống tactical pause đến từ các thành viên của Astralis thì chúng ta đã thấy Clavel nói khá nhiều. Một lần nữa được nhìn lại round thi đấu này và xử lý quá ảo đến từ Hobbit giai đoạn đầu tiên và sau đó thì tất cả các thành viên bên phía của team players họ đều có được cho mình những mạng hạ gục. Vẫn là một thế trận tương đối khó thở dành cho các thành viên của Astralis vào round thi đấu này. Happy rất nhiều tech này, họ có vẻ như đang muốn thực hiện một tình huống tràn bom CB nhanh ngơ. Liệu rằng có là khỏa qua đấy không đây khi mà trong bom B của đội viên Fnatic Players thì vẫn còn đang đông người. Fnatic có double kill với một mạng config và mạng còn lại từ vị trí của chàng Interzet. Đã khó lại càng khó hơn đến từ Astralis, không thể tin nổi. Và bây giờ thì còn lại 4 players nhưng hỏa lực của họ thì cũng chả phải là mạnh mẽ một chút nào cả. Những khẩu tech 9 và bom min thì lúc này họ cũng chỉ còn lại 2 quả smoke. Lượng bom này thì là đủ để có thể set một bài tre vào khu vực bom site B. Nhưng mà với những quả flash họ chỉ có đó là một quả. Cùng với cả lượng súng ống như này thì đối chọi làm sao được với cả M4. Ôi mà nó vô đây đúng đéo là rất tay từ Zipek. Và đã mang về thêm cơ hội rồi. Nhưng pha lịch hy sinh tiếp tục sẽ là vào B. Navani góc chỗ này là quá đẹp. Chỉ cần một tham minh tốt lắc ra là được. Và anh ấy vẫn quyết định là trốn trì luôn. Không bao giờ dám lắc ra đến từ Navani vì anh ta đã lộ từ trước đó rồi. Nhưng Zipek đẩy vào lại không check lại. Mất đi khẩu súng to, Blame F bị hạ gục. Chỉ còn lại Clavel mà thôi. Một round thi đấu tưởng chừng như sẽ có chiến thắng dành cho Astralis nhưng không. Những khoảng thời gian cuối cùng họ lại đang gặp lỗi. Clavel 1 vs 3 chỉ là bắn yếu đi hai cái tên bên phía đối phương nhưng không thể có mạng gục nào cả. 6-1 dành cho Players. From Hero to Zero đến từ Zipek. Hai mạng hạ gục nhưng cũng đổi lại bằng một tình huống deny và có thêm một pha xử lý thực sự là không cần thiết nữa. Thôi thật ra khó mà trách thì mà để chuyển công bốc như thế thì thôi coi như là đạn làng gọi là đen thôi. Tí nữa anh mời chú cốc nước chú xí xóa cho anh. Khoảng cách thì là 5 round thi đấu và đây cũng sẽ là cơ hội để cho Astralis có thể gỡ gạc lại thì mà AK đã có. Và lần này chúng ta đang cùng xem là setup nào để Astralis sẽ sử dụng đây. Players thì họ vẫn chơi một lối chơi thoải mái và có được nhiều info từ giai đoạn đầu tiên. Hai người cùng nhau cương A main nhưng không thấy một thành viên nào Astralis cả. Còn với Astralis, cờ bí thì lại dí vào ra mid đồ mà thôi. Playmap bắt được Inter rồi và tạo thêm những áp lực tại khu vực bom site B. Bom site A cũng đang gặp phải vấn đề cái Axai bị ảo gục bởi anh chàng Falik. Navani liệu rằng sẽ có mấy mạng đây. Tiếng lửa đốt đã lộ. Shiro bắt đi Clavel nhưng Playmap cũng đổi lại mạng ngay lập tức. Đội hình bên phía team player chỉ có lại hai cái tên mà đang ở một khoảng cách rất xa. Hobbit solo khu vực bom site B. Nhưng quan trọng nhất là Astralis sẽ đánh vào đâu? Có thể sẽ là vào bom site A. Nhưng mà chúng ta được thấy đó là vị trí của anh chàng Zipek thì cũng khá là ngần ngại chưa vào bom site B luôn.
Có vẻ như là họ sẽ không làm theo những gì tôi nói, và bóng B mới là nơi mà các đội viên Astralis họ đang muốn hướng tới thì phải. Một mình Hobbit pha này nếu mà xử lý tốt thì vẫn có thể mang lại chiến thắng dành cho đội viên Players được. Và Zipex Check có vẻ như là biết có người đây rồi, chỉ chờ Hobbit lắc ra thôi ư. 34 giây còn lại vẫn đang chờ đợi. Hobbit thì không thể nào lắc ra luôn. Và bây giờ thì đó là mạng hạ của cho viện siêu Zipex. Round thi đấu này sẽ đóng lại dành cho đội viên của Players mà thôi. Đó là lý do mà tại sao ở khu vực middle map Triangle Action lại quan trọng đến như vậy. Thì mất đi quyền kiểm soát được trục mid thì khu vực bomb site nào cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Đối phương có thể ập vào từ hai hướng và thậm chí trước đây đã từng có những cái khoảng thời gian mà nếu muốn đánh lên bomb site A một cách hiệu quả map Action này thì bắt buộc phải có những người di chuyển vào middle. Đến giai đoạn gần đây khi mà Action dần dần phổ biến hơn thì những người chơi họ cũng biết những cái setup mới, những setup tạo ra được sự đột biến rồi. Còn thời điểm khi mà map thi đấu này mới ra, gần như rớt vào bóng xe A, coi như là tử nạn. Kể cả có bao nhiêu người vào A bên hay vào Donut đi chẳng nữa, đều sẽ là khó làm nào có thể giành thành công trừ khi các bàn tay to đối phương. Còn đến bây giờ thì những đội tuyển họ cũng đã phát triển thêm được về những cái bài đánh mới của mình rồi, nên cái khu vực middle nó không còn bắt buộc phải chiếm được như trước đây nữa. Nhưng rõ ràng trong các clip thì các bạn có thể thấy Astralis thắng được vào trận đấu này dễ dàng được như thế nào. Mở đầu có vẻ như đầu tình huống spam với từ vị trí của Playmat. Nó lại bay thẳng vào đầu của trận Interzet thì cái chết khá là tức tưởi. Lần này thì player họ đã dồn 3 người, chắc là họ dồn 2 người ra middle và sau đó sẽ vòng lại khu vực Donut. Không phải Donut bây giờ sẽ là được tình huống thuyên chuyển công tác, không phải là vị trí của Hobbit nữa mà sẽ là vị trí của Zero. Hobbit ngày hôm nay thì anh ta xuất hiện ở cả đủ cả 3 vị trí rồi, bóng sai A, middle rồi sau đó là cả bóng sai B. Còn đối với các đơn vị của Astralis thì đây là một setup có vẻ như là đang muốn set bài vào bóng sai B rồi. Set bài trong bóng B nhưng lại lần nữa player đang sử dụng hai người kép Davani solo trong sai lỗ thông tin của mình ra chết chạy đến từ Davani. Bây giờ thì cả Ether cũng đã phải nằm xuống từ một tình huống đục cực kỳ tốt của config. Bomb B đã thủng, C4 được đặt, player nên đi xếp xuống tại thời điểm này. Đây đã là một key round dành cho cơ hội để chiến thắng không còn nữa. Ăn một quả nên rất đau, nhưng Hobbit vẫn đang chờ anh ta hạ gục đi được con fake nhưng không thể vượt qua play map. Hai cái tên còn lại player bây giờ thì sẽ phải dùng rắn lên bay về khu vực bomb site A và cố gắng bảo toàn lại cái lượng hỏa lực này mà thôi. Một round thi đấu chiến thắng lại đến với các thành viên của Astralis, nhưng lần này thì không phải là những tình huống bò chuyền chậm rãi nữa, mà đó là một tình huống di chuyển rất nhanh cùng nhau đẩy thẳng vào trong cuộc bomb site B. Bỏ kép gần như không có một người nào bên phía Astralis đi kép cả, tất cả cùng nhau sổ trong B bên. Và khi mà player đang bắn với một đội hình hai kép từ nãy tới giờ thì người bên trong bomb site B rất khổ. Không cần phải bỏ kép, tuy nhiên sau đó thì Internet vẫn sẽ phải hy sinh, không thể làm nên bất kỳ một điều gì cả. Đây sẽ tiếp tục là một cơ hội để cho Astralis khi mà Players round thi đấu này họ sẽ yếu tiền. Zero giữ lại op, Axai có M4 và lập tức phải có tactic của timer đến từ các thành viên của Players mà thôi. Hiện tại thì chúng ta cũng vừa nhìn thấy một chút những cái kết quả thì Team Spirit cùng với cả vị trí của Sino Esports họ đang thi đấu ở trận thi đấu cùng giờ. Và tỷ số... chính xác là ASG và Sango, sorry các bạn, thì hiện tại ASG đang có tỷ số là 4-0. Spirit cùng với Casino thì đã kết thúc rồi, tỷ số là 16-6 dành cho các thầy của Casino. Đội tuyển đang đến giải thi đấu này với tâm lý giao lưu, tâm thế thì chính xác hơn, tâm thế giao lưu học hỏi là chính, nhưng hiện tại thì họ vẫn đang làm tốt và những chỉ số của Casino thì cũng không hề ít, không hề yếu một chút nào cả. Ngay thi đấu hôm qua thậm chí là họ cũng đã phần nào đó để lại được ấn tượng cho người xem. Và nếu như ngày thi đấu hôm nay họ có được thêm một vài trận thi đấu chiến thắng nữa thì biết đâu được Sinner lại là một trong số cái tên vào được giải thi đấu Major của chúng ta thì sao? Quay trở lại với round thi đấu này thì đội hình của Players họ đang phải eco bắn xoay quanh op cũng như là M4 trên tay Axai cũng như là cả Shiro nữa. Nhưng đương nhiên nếu như chúng ta biết về các thành viên của Players thì đều sẽ nhận định đây là một đội tuyển bắn nhau tay rất to. Và những khẩu súng lục thoại tài họ đôi khi lại có thể tạo ra được những sự đột biến mà Astralis không thể ngờ tới. Nafani mà chết thì bom site B và thành viên Astralis gần như là sẽ đi tong. Tình huống solo đến từ Nafani thì đúng qua thi đấu này các thành viên Astralis lại có vẻ như là cũng muốn có một chút những áp lực vào bom site B thì phải. Nhưng mà không, có vẻ như là họ sẽ di chuyển ra khu vực middle
check góc, nhưng mà hiện tại trong bóng xoay A cũng là nơi mà Ashley đang có một tình huống sẽ khá là kỹ ở đây. Stealth player thì đúng hơn. Siro một khe bắn rất đẹp và đã đưa được Valix xuống lỗ. Nếu bây giờ mà Ashley họ đục thủng, thì sẽ là họ có sự kiểm soát khu vực middle và khiến cho các thành viên của players phải có một tình huống là độc lập hai bên với nhau thì nó sẽ là khó. Mà tình huống chạy như này thì thôi xong. Siro nằm xuống, khẩu ốp đã rơi và Navani bị tổ quay 1v4. Không thể làm gì hơn đến từ Navani, cũng chỉ dừng lại ở một tình huống cấu yếu đi anh chàng Sipac. Và bây giờ thậm chí con Fake còn đang quay ngược trở lại để kê khẩu ốp nhưng không được. Muốn cản đối phương nhặt súng nhưng cuối cùng thì lại là cống thêm súng cho đối phương. Đội hình của players Hobbit cũng sẽ sớm nhặt lại khẩu AK này mà thôi. Và round thi đấu tiếp theo thì players sẽ có một lượng hỏa lực rất đầy đủ, thậm chí còn được khuyến mãi thêm cả một khẩu AK nữa. Không, đó là một khẩu ốp, một ốp, một AK. Bây giờ thì sự lựa chọn của vị trí Hobbit là rất thoải mái rồi, muốn lấy gì cũng được. Có lẽ là khẩu AK này thì sẽ nhường cho vị trí của Akshay, nhưng mà góc thi đấu này Akshay thì anh ta rõ ràng sẽ không thể nhặt được cái khẩu súng mà Hobbit vừa mang về. Có AK thì nó sẽ là một điều tốt, nhưng mà players có vẻ như họ sẽ lựa chọn là vẫn sẽ là AK thôi chứ không phải là hai ốp. Và được xem là Astralis vào thi đấu này thì họ sẽ xử trí ra sao. Nhưng mà phải nói rằng lượng tiền Astralis lúc này cũng đã cộng vào rất nhiều rồi. Cách biệt chỉ còn lại là 2 round thi đấu thôi. Và đây đang là một round thi đấu mang tính chất rất quan trọng dành cho đội hình của players. Mặc dù nếu như để thua round này thì lượng tiền gọi chưa thể bị đánh sập, bởi vì round thi đấu trước đã xếp được 3 súng. Vẫn đang có những cái tên yếu tiền như là Akshay hay là Inter nữa. Và chắc chắn đó là một tín hiệu không lành chút nào cả. Ngược lại với Astralis, họ đã tích trữ được lượng tài nguyên khá khá rồi. Phá lực sự tự tin kéo ốp thẳng một cái bắt đi được Inter. Bom sai B của đội BFT Players bắt đầu có những sự mất mát đầu tiên. Và đó là tiền đề để Astralis được quyền bò vào bên trong khu vực bom sai A. Bộ đôi Config cũng như Clavo đã di chuyển vào bên trong. Chỉ cần check nốt những góc quan trọng thôi thì họ hoàn toàn có thể kiểm soát toàn bộ bom A và gọi những người đồng đội quay ngược trở lại. Bom A lúc này đã clear, nhưng mà sẽ cần phải di chuyển thật cẩn thận. Nếu băng ra middle thì cũng không khác mấy là tự sát, khi mà lúc này đã có hai player, các thành viên players đứng chấn thủ ở đây. Và vòng về T-base, móc vào đến khu vực A tunnel rồi vào là vô cùng hợp lý khi không có bất kỳ một chốt chặn nào các thành viên players ở khu vực này cả. Có lẽ đây sẽ là round thi đấu mà players họ cũng sẽ, khi mà có tín hiệu tít tít là bom xong thì họ hoàn toàn có thể nó đi xếp súng luôn được. Nhưng mà vị trí của Intern Z cũng như là Akshay cũng không phải là lượng tiền quá đủ, chính xác là không phải là lượng tiền quá nhiều. Đây rồi, bom sẽ A clear, sẽ là chiến thắng này cho Astralis, tôi tin là như vậy. Còn Fake bắt được Shiro và lửa trả ra khiến Akshay không thể đẩy vào, nhưng anh ta vẫn spam chết được Zipek. Đó là người đang đặt bom. Cơ hội dành cho đội players vẫn đang là còn, nhưng lại tiếp tục làm trái spoke nữa được bồi ra, có thêm cả flash nữa. Akshay vẫn đang tìm một cái khe hở nào đó, anh ta tìm ra rồi, suýt chút nữa thôi Clavo đã phải nằm. Tình thế vẫn đang là không thể đặt bom, thậm chí Blame map cầm của bom đẩy thẳng vào Navani bắt đi được Config. Trời ơi, đừng nói tôi đây ra thủ để thua đến đội Astralis nha. Hai phía sai Clavo bắt được Akshay rồi, vừa khít được thể đặt quả C4, nhưng đây là pha xử lý mà Hobbit hoàn toàn có thể làm được. 1v1 giữa Hobbit và Falik, có vẻ Hobbit đã đoán rằng Falik đằng đầu nhảy chênh rất nhiều, biết đối phương nằm một khẩu ốp, bắn trượt ốp và lấy tỷ lệ cao sẽ đầm mà Hobbit clutch được cả. Trời ơi, không thể tin được, Astralis tốn đến tận 3 đời đặt bom nhưng cuối cùng vẫn để thua round thi đấu này. Round vừa rồi nếu như mà chúng ta có thể nhìn sơ qua thì players ban đầu có vẻ như là cũng khá là chần chừ, đặc biệt là vị trí của chàng Hobbit. Anh ta đứng ở mid rất lâu nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu Astralis đặt bom, và đến khi Akshay anh ta lao vào, anh ta bắn, anh ta bóc tách từng người một của Astralis thì lúc đó nó đã quá muộn rồi. Không thể tin nổi ạ, chúng tôi cứ ngỡ là xong round thi đấu mà đóng cửa này cho TL rồi thì họ lại lách qua được và họ mang về round chiến thắng thứ 7. Không thể tin nổi. Họ không lách, Astralis mở cửa cho họ vào. Trời, thế chịu. Họ đâu có cần phải lách gì đâu. Quá cồng kềnh. Tình huống đầu tiên là Akshay phải nói bắn rất hay, anh ta cảm quan không gian quá tốt, nghe được tiếng đối phương đặt bom và spam chết đi được một người. Nhưng ở những tình huống xử lý về sau, Playmap cầm quả C4 chạy một mạch vào ném quả lửa khu vực donut ạ. Bỗng chốc quả bom tự dưng bị rơi ở một góc quá xa.
những bạn nào chơi CSGO đều sẽ biết, đó là khi mà một người cầm C4 chết thì quả bom sẽ bay về cái hướng mà mặt anh ta đang nhìn. Và đương nhiên khi ném quả lửa vào Donut thì mặt của BlameF sẽ hướng về Donut rồi. Mất thêm rất nhiều thời gian thành Astralis vào trận đấu này, họ đang muốn chằn nhau bên trong khu vực bom side B. Vẫn có Navani đang đầy một bạn đầu tiên rồi, có Navani rồi. Shiro chưa có bạn nào cả thì Navani đã đổi được đôi. Họ biết hạ cũng đi còn fake đội của Astralis đang thua người và tình huống đang là 2v3 dành cho họ. Liệu có thể có thêm mạng được nữa hay không đây? Glavo kê map của Spock nhưng Ether quá quái. Bây giờ Ether đẩy ra từ đó là quyết định sai lầm, nhưng vẫn còn cái tên Shiro vẫn khổ ok trực diện như thế này và Astralis thì đang dần dần hết đi những cái lượng tài nguyên của mình. Quả bom có thể sẽ được cầm về bom xe A khi tham minh lúc này vẫn đang là vô cùng nhiều. Nhưng quyết định pha lick cùng với cả vị trí của Glavo thì liệu có phải là về A hay không đây? Bây giờ thì có lẽ là cũng sẽ đi muốn di chuyển một chút xíu. Còn pha lick thì vẫn đang từ từ chờ đợi những tín hiệu được trả lên tiếp theo để cho vị trí của Glavo vào chạy bom xe A trước. Khi nào A clear chắc chắn rồi thì có vẻ như lúc đó mới là lúc để Falik có thể backup trở về. Còn đội của Players thì họ vẫn đang chờ đợi từ từ thôi. Nhưng nếu bây giờ một tình huống đẩy vào solo với Falik mà Falik bị bất ngờ thì đó lại một câu chuyện khá khó khăn. Glavo giữ lại khu vực City. Falik liệu rằng có là bách về A hay là đánh lên B ở đây? Thời gian chỉ còn lại là 30 giây dành cho các thành viên của Astralis mà thôi. Đây rồi, Glavo vừa bỏ tâm đi thì định đi vào mà thôi. Xong, Shiro bắt được Glavo. Vị trí của Falik sẽ đi đầu về đâu đây? Vẫn phải cầm bom đi cho bằng được ở bên trong của bom sai A. Quá cầu kỳ đến từ các thành viên của Astralis và Falik bị đẩy vào một tình huống cực kỳ khó. 1v2. Kỳ địch vẫn đang còn đồ dập thẳng lửa băng qua luôn tay Shiro rất to. 8-4 dành cho các thành viên của Players. 2 round thi đấu và đội hình của Astralis, họ tự đẩy mình vào những tình huống khó. Không chỉ là khó về mặt con người, về mặt tình huống xử lý thuần, mà còn khó hiểu nữa. Anh cảm giác là Astralis họ đang muốn kiểu hơi cầu toàn. Thế nhưng mà cái pha xử lý đó, nếu như Glavo đứng một góc như vậy thì có thể là anh ta sẽ chờ. Nếu các thành viên của Player lâu quá không thấy động tĩnh như thế nào cả, bách ngược trở về khu vực City, Glavo có một góc kê lấy thông tin thì sẽ báo với Falik là ở B đang ít người, thì Falik có thể đẩy vào. Đó có thể là một sự cái tư duy suy nghĩ đầu tiên. Thứ hai là Glavo clear đi khu vực bom xe A và gọi Falik back về luôn. Gọi về luôn là đó sẽ là hai cái logic cơ bản nhất mà tôi có thể nghĩ ra được. Còn cái tình huống vừa rồi khi mà đội hình của Astralis 2v2 tự tách nhau ra, tự làm khó bản thân mình thì tôi cũng không thể hiểu được. Quá cầu toàn. Và bây giờ thì những cái hiệu quả họ phải trả giá với hai round thi đấu thua rất lãng xẹt. 8-4 là cho Player rồi và họ vẫn đang triển khai thế trận của mình vô cùng tốt. Khu vực middle đang được control hoàn toàn. Và bây giờ thì Player họ đang dần dần thu quân về khu vực bom side B, thì cũng là nơi đang tập trung các đơn vị của Astralis luôn. Nhưng liệu Player họ có muốn đẩy ra không đây? Có nét được rồi vào, nhưng mà pha lick vị trí ấy chưa tới nơi, cho nên sẽ không bị dính đam về quả nét đó. Chưa làm được gì đến tức thành viên của Astralis khoảng tập mình đầu tiên này cả. Khi mà đội hình của Players vẫn đang thể hiện rõ được khả năng kiểm soát bản đồ của mình. Một người nhá khu vực B main, những người còn lại thì chủ động là đẩy để clear đi A main. Và Axai đã vào trong góc bắn đẹp, nhưng Glavo lại là người hạ gục đi anh ta. Có vẻ như đó đang là một nhịp nhảy của Axai, nhưng đổi lại thì BlameF cũng đã phải bỏ ba. Falik thì đã trượt về nốt rồi, cơ hội thứ hai cũng không được đến từ Falik. Hai mạng ụp dành cho Hobbit và bắn đinh luôn cả Glavo. Nết được bồi vào trong khu vực middle là khá đau, nhưng Astralis vẫn đang thua người. Và Sipek liệu có thể bắt đi tới không đây? Đưa được về pha xử lý 2v2 rồi đó. Điểm đến của các thành viên Astralis vào thi đấu này khả năng cao sẽ là của bom sai A. Nhưng Glavo không có thông tin về Shiro, và nếu Shiro bắt đi được người cầm bom thì sẽ là hỏng bét. Nhưng có vẻ như round điều này họ vẫn sẽ đặt bom được. Những câu chuyện là lúc này Glavo đang yếu máu, nhưng Glavo vẫn lấy được cái đầu của Navani, thì Zero pha này cũng không xử lý được. Như vậy là cuối cùng sau 3 round thi đấu với những cái chiến thắng nó hơi gọi là, chính xác là những trận thua hơi đáng tiếc dành cho Astralis, thì cuối cùng họ cũng đã tận dụng được một round thi đấu rồi. 5 round với phía T-side tạm thời vẫn đang ở trong ngưỡng có vốn đến đội hình của Astralis. Round thi đấu mà Glavo phải tỏa sáng hết mức thì mới có thể cứu được cho Astralis. Bàn thua trông thấy, đặc biệt là sau một pha xử lý rất cồng kềnh của Falik.
Và thậm chí bây giờ Astralis có cơ hội lên 6 luôn, nhưng Label đang bị quay cùng với cả con Vick nữa. Biết địch để không đầy, nhảy ra Hobbit xin tự sát được Label. Sai đam mình bắt được một người đép bầu kỳ vào 3 mạng ngục dành cho Label. Chỉ có Label mình đang phân đi mà thôi. May mà là Astralis chưa để mất một khẩu súng nào cả. Nhưng Falik ơi, đây rồi. Anh ta hạ cũng đi được Nafani. Khi mà Nafani không thể ngờ được rằng Falik đã đi qua gần đến cái quả swap đến như vậy. 6-8. Và còn một round thi đấu nữa ở lượt first half này. Astralis có thể lên 7. Ngược lại, Player cũng có cơ hội để gia tăng cách biệt lên thành 3 round thi đấu. Glavel trận thi đấu này thì anh ta đang gánh cái này của Astralis không chỉ ở trên mặt trận là KDA, mà nó trên cả mặt trận đó là tactic nữa. Nhưng mà đôi khi nó vẫn đang hơi bị suy nghĩ quá nhiều và hơi cầu kỳ. Và cùng xem liệu Astralis vào này sẽ ra sao đây. Quyết định giao ra Beat đồ, và lần này Hobbit không có được bất kỳ một bại hạ gục nào cả. Một round điều hiếm mọi chúng ta thấy điều đó. Playmap thì cũng đã xin được cái đầu của Shiro thành công. Lợi thế hơn người đang quá lớn cho Astralis rồi. Navani bắn tốt và Config không thể lấy đi mạng của in-game leader này. Nhưng bom sai A cùng với Middle đã là những nơi rất nguy hiểm. Upside chỉ có một mà thôi. 3 về tie. Và bom sai A lúc này là nơi mà player sổ đang bách về. Thì Astralis có vẻ như đang làm một bài quay xe để về bom sai B. Trong B vẫn còn Shiro, Glavo, góc kề đẹp hạ cùng được Navani. Phần còn lại của Astralis thì vẫn sẽ tiến công thẳng ở bên trong khu bom sai B mà thôi. Shiro bây giờ bị bỏ lại một mình rồi. Và anh ta có thể clutch một vs 3 được hay không đây? Chọn cho mình góc đứng cũng là khôn khéo đến từ Shiro. Có thể back A, back B rất nhanh. Và với cái góc kề này, khi mà đội của Astralis muốn đẩy ra để chuyển back sai, thì Shiro hoàn toàn có cơ sở để có thể hạ gục được đối phương. Nào, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Lửa được bồi ra rất cẩn thận. Bây giờ thì Shiro lại quay trở về nhìn của bom sai A, và thế là hết rồi. Bóc bồi ra như vậy quá cẩn thận đến cái thời của Astralis đã khiến cho players không có một cơ hội nào tại round này nữa. Bây giờ thì Shiro cũng cứu bằng trời. Sẽ cần phải đi xếp với khẩu M4A1S này. Còn Astralis thì họ hoàn toàn có thể tự tin để đó là chỉ bắt súng nhưng lại có thêm đồ được nhồi ra. Và Shiro vẫn đẩy vào thì chắc chắn là hỏng rồi. Đó round thi đấu cuối cùng. Vâng, rất sorry các bạn, tôi lại cứ tưởng là vẫn còn những round thi đấu tiếp theo nữa nên tôi bảo vị trí của Shiro đi xếp súng. Nhưng mà không sao hết. 7-8, có thể nói là Astralis cũng đã có những tình huống quay trở lại comeback là khá tốt sau những cái round thi đấu để thua hơi lãng xẹt. 7-8 bên phía T-side map Ancient. Tính ra là một tỷ số không tệ, nhưng thực sự Astralis đã có thể làm tốt hơn nếu là biết cách tận dụng những cái lợi thế mà mình có được trong một vài round thi đấu cụ thể. Và bây giờ khi sang bên phía City side thì liệu rằng Astralis có thể đem về được map thi đấu chiến thắng đầu tiên của B3 ngày hôm nay không đây? Map pick Ancient là của Astralis, và đừng cắt Astralis mà thiếu tội. Chúng ta thấy đội hình bên phía team Astralis thời điểm này có lẽ cái tên Config đã khá thọt. Falik trong điều tương tự và bỗng dưng thấy lạ lùng khi ngày hôm nay Glavel đang có tình huống gánh team. 13 và 10 lần nằm xuống đến từ Glavel, và có luôn cho mình lục đôi dành cho anh chàng tipback rồi. Một tiếng chủ động đã đẩy, nhà Arcsai đã phát hiện ra, và chúng ta thấy ở trong round thiếu này thì đội hình bên phía team Astralis họ để kit dành cho người đàn em mang tên Falik. Axai đối đầu Glavel, nhưng khi vị trí của Axai tiến lên thì Glavel đã lùi về. Còn Vick biết rằng địch đã di chuyển vào trong khu vực Donut rồi, tôi xong mất rồi, mất đi khu vực A bên. Vị trí của Shiro đang đẩy vào Falik đổ được qua cùng Axai lại hạ gục đi được con Ficker. Vẫn đang làm thế trận có lợi dành cho Tiger Player, nó mất đi rất nhanh. Falik lại tiếp tục vào mà được thêm một cái tên nữa. Khu vực bom xa vẫn chưa thể chiếm đóng được hoàn toàn dành cho players đâu. Nhưng đội hình của bên phía đối phương thì đã có một người được cài về gần đến khu vực bom xa bên kia. Shiro Axai liên tục có thêm những cái đầu nữa, và chỉ còn lại một mình Blamef mà thôi. Round thi đấu pistol này Blamef sẽ phải làm gì đây? 1 vs 3, và vẫn còn quá nhiều thời gian để đội player có thể xử lý. Blamef hiện tại đang ở lại đây, và đội hình bên phía team player họ di chuyển vào từ Donut rồi. Và thôi xong, đã lộ vị trí từ Blamef, cố gắng di chuyển vào để đổi mạng, một mạng thì Blamef. Và bây giờ thì không còn cơ hội nào nữa. Và đó là dấu chấm hết trong round of Pistol này dành cho đội hình bên phía team Astralis. Và chúng ta nên làm rõ lại thêm một điều nữa, đó là nếu thắng trận thi đấu này là sẽ tới thẳng Major luôn. Chính xác. Phải nói round thi đấu vừa rồi thì đội hình bên phía của team player thì gần như họ chỉ bắn với hai cái tên Axai và Shiro, một người làm 3, một người làm 2. Tài quá to đến từ những tài năng trẻ của players. Còn ngược lại thì Astralis đấu súng trực diện chỉ có Falik là người phần nào nó đem về những hy vọng mà thôi.
Round thi đấu này Astralis Foxby đẩy luôn Amen, địch không hề bù. Blame F có một double kill dành cho hiện tại. Exile trả đũa cả vốn lẫn lời. Tưởng chừng như sẽ có lợi thế dành cho các thành viên của Astralis nhưng không, Exile lấy nó đi quá nhanh nhưng Navani ở middle thì đã bị ảo bởi Config mất rồi. Bảo vệ xài vẫn còn cơ hội để các thành viên Astralis có thể nghĩ về một round thi đấu chiến thắng. Kịch bản tệ nhất có thể xảy ra dành cho player đó thắng Pistol nhưng thua second round. Một tiếng bắn chỏm đầu khá là nhẹ nhàng, bây giờ thì giạt ra Sipex nhá cực kỳ dẻo nhưng bắn thì nó lại không được như vậy. Trời đất ạ, cơ hội đã đi qua. Arcsai bò chay vào middle nhưng có người kề lại ở CT và bây giờ thì cái lưng này nó sẽ là headshot luôn là Gravel ở mid thì lộ vị trí là Zero, chỉ còn lại mình 41 HP, 1v2 dành cho Zero cầm dao của chúng tôi này và đó là chiến thắng gọi tên Astralis. Một round từ Foxby thành công dành cho họ. Vẫn phải là những cá nhân lên tiếng. Blame F double kill. Vị trí Glaive cũng là hai mạng. Và Config thì có một tình huống đấm mồm tỉnh táo của middle. Players bị đẩy vào một tình thế bắt buộc phải Foxby. Và với những khẩu tech này họ sẽ đi đâu đây? Một bài đánh nhanh hoàn toàn có thể được nghĩ đến dành cho các thành viên của Players. Có vẻ như đấy không phải là quyết định của họ. Di chuyển một mạch về khu vực bom side B nhưng cũng chỉ là để chiếm vị trí sớm mà thôi. Và sau đó hội quân về thì có lẽ lúc đó mới là lúc Player lên tiếng. Players thì họ cũng bắn những khẩu súng lục là vô cùng tốt. Tech 9, Deagle, PP250 đều là những khẩu súng mà Players đã rất nhiều lần gieo sầu cho những đội tuyển khác. Nhưng lần này khi gặp Astralis thì liệu điều đó có thể xảy ra không đây? Góc đứng của Blame F tại Cave đang là rất đẹp. Nhưng các thành viên của Players có vẻ như là họ không muốn vào Cave mà họ đang có một toán tính khác. Họ muốn bò vào từ khu vực đó là B-Ram luôn. Có đồ được ném vào lửa cũng được trả ra. Và bây giờ Zipex, ôi Flat trả ra quá chán. Arcsight lên trên này cầm nhưng Falik bắn chết Navani. Double kill, triple kill cho Falik. Bây giờ Arcsight móc máy trở lại. Hobbit cũng đưa Blame F xuống lô. Hai vệ tay đấm vào một đến từ Config ở đó. Double kill. Một round đi đấu cũng khá vất vả đến từ Astralis thì họ cũng bị rơi đi 3 khẩu súng. Đã là một sự nỗ lực đến từ các thành viên của team Players khi mà chỉ với những khẩu tech 9, những khẩu lục thôi. Họ cũng đã khiến cho lượng kinh tế của Astralis bị giảm thiểu đi phần nào. Nhưng với việc mà round thi đấu tiếp theo đội của Players là Eco thì đương nhiên là Astralis sẽ cảm thấy thoải mái với cái lượng súng ống này của mình. Họ sẽ có thêm một round thi đấu nữa và nếu như kiểm soát tốt được những cái khẩu súng trên tay thì hoàn toàn đây sẽ là một round thi đấu không mất đi quá nhiều tài nguyên của Astralis đâu. Blame F, Config đều có mạng. Và những cái tên còn lại của Players thì đang phải stack ở khu vực B main. Đẩy vào thì sẽ gặp phải thế trận kỳ đội của team Astralis. Blame F tiếp tục lên tiếng. Chỉ còn lại một mình Exile ở đây mà thôi. Và sớm muộn gì thì Exile cũng sẽ nằm. Vì khu vực này thì cũng đã lộ ra rồi. Một tàu thi đấu không mất súng nào đến từ đội hình của Astralis. Và nó sẽ bù đắp lại cho những thứ mà họ đã mất trong tàu thi đấu trước đó. Vươn lên dẫn trước đến từ các thành viên của Astralis. Nhưng mà khoảng cách của họ thì cũng là vô cùng mong manh. Chỉ một round thi đấu duy nhất mà thôi. Một round thi đấu thì hoàn toàn có thể bị các thành viên bên phía của Players săn lấp bất kỳ một lúc nào. Khi mà chúng ta đã thấy rằng Players họ bắn map thi đấu này cũng là vô cùng tốt. Nhưng phải nói rằng Astralis khi được xem về CT side mà họ đã có được 7 round làm vốn thì đó cũng là một điều tương đối ổn. Chắc phải gọi là rất ổn thì đúng hơn. Và Players trong round thi đấu này họ đang đi thẳng vào bomb site A luôn mà không phải chần chờ gì cả. Level không kịp trở tay. Sẽ là tình huống retake về 4v5 đến từ Astralis. Config băng qua smoke nhưng Falik thì bắt thì mất rồi. Config cũng là chết chảy. Players họ dễ dàng có được cho mình round thi đấu chiến thắng này khi mà Glaive đã bị bất ngờ hoàn toàn. Di chuyển rất nhanh vào bên trong khu vực bom sai A khiến cho in-game leader của Astralis bị ngợp và những người còn lại back về thì cũng là không kịp rồi. Khi mà đấu súng trực diện chắc chắn là Players không hề cảm thấy ngại Astralis một chút nào cả. Blame F đang bị bỏ lại một mình và thậm chí là nếu như di chuyển quá hớ hênh thì cũng sẽ không thể xếp lại được M4S trong tay của Blame F đâu. Có lẽ sẽ chỉ nên dừng lại của backside này thôi. Và tỷ số đã được cân bằng là 10 đều dành cho cả hai team. Một round thi đấu hay đến từ các thành viên của team Players. Giữ lại được một khẩu M4A1S. Falik thì cũng đang yếu tiền, anh ta cũng hoàn toàn có thể được thừa hưởng cái khẩu súng này.
Một round thi đấu chiến thắng key round đến từ các thành viên bên phía của Players. Nhưng mà họ lao vào bắt nhau thì như Hana cũng đã nói rồi, họ không có cái bất kỳ một cuộc đấu súng nào cả. Và round thi đấu này thì các thành viên của Astralis cũng là hoàn toàn có mặt sách Astralis được. Cách một round thi đấu ngay lập tức đã bị săn lấp. Và lượng tiền của Players lúc này nó cũng đang là đầy đủ hơn rất nhiều. Dồn người ra khu vực vịt đổ tới từ Conflict, nhưng anh ta tạm thời không bắt được bất kỳ một player nào cả. Một smoke được trả ra đến từ khu vực Cape. Thì liệu Playmap có băng qua không đây? Lộ vị trí rồi, Hobbit đã bị Conflict vả mồm. Lợi thế hơn người một chút nghiêng về chân về của Astralis. Player lại tiếp tục stack người A-Man, nhưng Conflict đã làm đến cái double kill. Trong bom xe A, vị trí quen thuộc Level có một quả lửa trên người. Vậy anh ta đang phải solo, nhưng đã có những sự support đến từ đồng đội để giúp cho Clevo cảm thấy yên tâm hơn được một khoảng thời gian nữa. Đây sẽ là một trận đấu bắt bài đến từ đội hình của Astralis với 3 người tại khu vực bom side B, kẹp thêm một người nữa giữ lại khu vực elbow là Config. Trong trường hợp mà Players đánh một đường thẳng vào A thì rất khó để Clevo có thể xử lý được. Nhưng với cái hướng di chuyển này thì Players đang muốn làm gì đây? Nafani trong vai ngựa giò ư, khi mà Axai vẫn đang cầm C4 và ngồi hầu trì ở khu vực A-Man. Có lẽ là họ đang muốn thu hút nhiều sự chú ý vào bom xe B nhất để Axai có thể đặt được bom. Và chúng ta cùng xem mà liệu điều đó có xảy ra không đây. Không, có vẻ như là Axai cũng sẽ quay, có thể anh ta vứt quả C4 lại và đang chờ đợi một chút xíu. Hiện tại thì sẽ là tình huống 2A và 3B, chứ chưa không còn muộn bất kỳ một player nào đến từ bên phía Astralis khu vực middle nữa. Axai nếu như có thể bắn được một hoặc là hai clear hết hoàn toàn bóng xoay A thì đó sẽ là những cơ hội rất lớn. Nhưng timing này thì có vẻ như là player họ quyết định sẽ là xếp súng chứ không để nào mất đi ba khẩu súng này được. Thật ra thì player họ đã quyết định xếp súng từ khoảng thời gian là 25 giây rồi, khi mà họ đang chia người ra một đội hình 1-1-1. Một người kê A đẩy, một người kê B, một người thì kê khu vực middle. Với những cái góc đứng như vậy, thời gian còn lại không phải là quá nhiều. Và rõ ràng là không stack với nhau thì chắc chắn nó không thể nào là một bài đánh tổng lực đến từ các thành viên của Players được. Đó là khoảnh khắc mà họ đã đưa ra quyết định là nó sẽ sử dụng lại những khẩu súng này trong đoạn thi đấu tiếp theo để đảm bảo một lượng kinh tế về lâu về dài. Còn ngược lại với Astralis, round thi đấu vừa rồi họ cũng không để mất những quá nhiều tài nguyên, chỉ tốn những quả bom mìn là chính thôi, chứ còn không có người chơi nào phải nằm xuống cả. Một round tỏa sáng rất đúng lúc đến từ Config. 11-10 và lại là cách biệt một round thi đấu. Liệu rằng round này thì Players có thể săn lấp được nó hay không đây? Đội hình tới từ Astralis thì người đẩy cao nhất đang là vị trí của Config, đó cũng là Eternal. Còn đối với các thành viên của Players lúc này thì họ cũng chưa thể nào băng lên qua khỏi quả smoke ở khu vực cửa B được. Và liệu có phải là một tình huống muốn tập trung về hay là Astralis họ sẽ muốn đẩy sâu thêm, có thêm thông tin đến từ đội hình của Players đây? Vẫn chỉ là một setup 2-1-2 cơ bản đến từ đội hình của Astralis. Còn ngược lại thì Players giai đoạn đầu tiên vẫn chỉ dừng lại mức độ là kê đẩy. Bây giờ thì có vẻ đã có những cái định hướng rõ ràng hơn đến từ Nafani rồi. Quay trở lại của bom xe A, Config bị đấm mồm bởi Axai. Bom A lại mỏng người. Bộ đôi Glavo cùng với Falik liệu rằng đã là đủ hay chưa, khi mà Glavo là một pha mát solo, còn Falik thì lại đang phải kê hai đường cả middle cũng như là support cho khu vực bom xe nếu như Glavo cần. Và quyết định được đưa ra đến từ thành viên của Astralis là bỏ A luôn, chủ động tất cả cùng nhau bắn bên trong tunnel, gọi thêm một cái tên Playmap về. Glavo đã đoán ra được phần nào ý đồ của Nafani rồi, nhưng quan trọng nhất vẫn phải là những pha bắn nhau sau cùng. Ốp của Falik, pha này đã lên tiếng và Blame F cũng có mạng của Axai. Một round thi đấu mà Players đang gặp rất nhiều khó khăn và Clevo cũng gặt được cái đầu của Hobbit. Chỉ còn lại hai player thôi, chính xác là còn một cái internet đã bị zipex cả gục. Zero, thời gian cũng sẽ là không còn và anh ta sẽ phải cố gắng cầm cự lại với một khẩu ốp duy nhất để check. Bây giờ Zero đã bắt được zipex nhưng không chạy đâu khỏi hậu súng của Clevo được. Và đó là chiến thắng dành cho Astralis vươn lên tỷ số là 12-10. Một round thi đấu tôi đánh giá là thông minh đến từ các thành viên của Astralis về cách họ vận hành cái đội hình của mình bên trong khu vực bom xe A. Như các bạn có thể thấy là một pha mát và một khẩu ốp, nếu như để cho vị trí của Falik phải bắn ốp vào trong khu vực đầu đất thì thực sự là rất khổ. Nếu như trong tay một người chơi khác bắn chắc tay hơn thì vị trí đó là vị trí chấp nhận được, nhưng nếu là Falik, cái xác suất của anh ta trượt cũng là tương đối nhiều, thì việc trượt một viên đạn thôi, đối phương ùa vào rất khó để Falik có thể sủi
Clavel bên trong bombsite lại là một khẩu pha mát bắn nhau tầm xa đối đầu với AK cũng sẽ là hơi khổ dành cho anh ta, nên các thành viên của Astralis quyết định là có những sự thay đổi và điều đó đã đem lại hiệu quả. Round thi đấu này player muốn tràn A thì cũng sẽ lại gặp phải khẩu ốp của Falik mà thôi. Và để xem góc kê trực tiếp như thế này, mấy mạng rồi Falik đây, không có mạng gục nào cả, bắt buộc phải lùi về. Nhưng có chạy được không? Không chạy được rồi, Falik ơi, bị mắc quá nhiều. Và như vậy thì đội hình của Astralis thủng bò ma. 4 vs 5 từ tụi Astralis, giờ đó đã thành 3 vs 5 rồi khi Shipwreck đã hy sinh. Level pha này cũng không đổi được ai cả, Arcsai vẫn còn sống. Xếp luôn, sẽ là đi xếp luôn đến từ Astralis khi lượng tiền tới từ Level cũng như là Shipwreck thì không còn nhiều. Và những khẩu súng này có round thiếu sau thì sẽ cần phải được rope lại mà thôi. Còn Players họ đã chiến thắng cho mình một cái key round khi mà đầu tư rất xứng đáng, khi có những player đang phải bắn cho mình những khẩu tech đai. Và Alex trượt ốp và thậm chí còn không lùi được về khu vực donut. Có vẻ như anh ta đã mắc phải một vật thể gì đó ở gần tường, khiến cho cái động thái của Alex nó không được mượt mà. Bắt tìm ở bên trong khu Monster quá nhanh, phần còn lại thì vẫn đang ở trong tình thế bị động. Thì việc Astralis để thua là điều hoàn toàn hiển nhiên. Nó cũng không khác gì cái cách mà các thành viên team players họ san bằng tỷ số là 10 đều cả. Khi mà Glavel bị bắt đi thì phần còn lại của Astralis đều bị đẩy hết vào một tình huống khó. Inter hiện tại anh ta cũng còn chưa đóng góp được quá nhiều vào lối chơi về mặt trận KD đến từ players. Nhưng anh ấy chỉ có được cho mình đó là hai mạng và gã tổn thương 18 lần. InterZ thì cũng là cá nhân mà có cái lượt KD thấp nhất đến từ players luôn, khi mà chỉ đâu đó 0.8. Mà hiện với một KD như này thì thực sự đó không ổn chút nào cả. Navani là người đầu tiên phải hy sinh đến từ các thành viên players. Và đội hình lúc này chỉ còn lại 4 người mà thôi. Bên phía của Astralis thì Blamef cũng không thể đẩy ra ngoài khu vực kép. Bắn khá an toàn đến từ Astralis. Thật ra thì cái câu chuyện mà Inter có chỉ số thấp nhất bên phía team players là điều hoàn toàn dễ hiểu. CitySide anh ta đóng vai trò bắn ở một vị trí khó, thường là những vị trí anchor bên trong side và đều là những góc đứng mà không thực sự quá thuận lợi cho tình huống đấu súng trực diện. Còn bên phía T-side thì anh ta lại đóng vai trò là một supporter, nên việc chỉ số của những supporter không cao là điều hoàn toàn hiển nhiên mà thôi. Nhưng rõ ràng lại cái phong độ này của Inter không có chút nào cả. Quay trở lại những diễn biến chính, Glavel vừa bắt đi rồi, con fake lộ thông tin Shiro dễ dàng có bảo anh ta. Và Alex lại trượt ốp một lần nữa khi mà Hobbit nhá quá dẻo. Và lần này thì cũng chẳng có thể nào như thế tên Alex. Shipwreck bị hạ gục và chỉ còn lại một mình Blamef mà thôi. Round thi đấu khá dễ dàng dành cho các thành viên của players, khi mà gần như một tay anh chàng Hobbit làm hết từ đầu chí cuối. Và Blamef liệu rằng có thể xếp lại được cho mình khẩu bonnet này hay không đây, khi mà những thành viên còn lại của players thì vẫn đang có động thái rình mò khá khó chịu. Khả năng là Blamef anh ta vẫn sẽ xếp được. Hiện tại thì có thể nói rằng đó là players thì họ cũng đang có những tình huống kê lại là chủ yếu, và những góc di chuyển của players lúc này thì nó cũng chưa thể nào chạm đến ngay cái vị trí của anh chàng Blamef. Thời gian thì cũng chỉ còn đâu đó là tầm 10 giây thôi, sẽ bình an vô sự mà trở về. Nhưng quan trọng Blamef cần phải đứng yên cái vị trí này. Anh ta chỉ cần lộ ra một chút info thì Arcsai cũng hoàn toàn có thể băng rào, có thể băng vào được. Ở đây rồi, 12 đều. Lại không còn bất kỳ một khoảng cách nào đến từ các thành viên của players cũng như là Astralis. Vẫn là yếu điểm của khu vực Boxer A, khi mà A của Astralis thường xuyên là đời bị các thành viên players họ khoét vào. Và gần như round nào mà players đánh A thì họ cũng giành chiến thắng cả. Không biết là công thức chiến thắng đã được xác định dành cho đội hình players hay chưa đây. Astralis kỳ round vừa rồi để thua, round này họ sẽ phải eco. Nắm xoay quanh khẩu của nét trên tay của Blamef. Và cái setup này thì không khác gì hôm qua có một đội tuyển họ sử dụng cả. Và khoảnh khắc mà Astralis lộ ra là có Blamef đang ở khu bom side B thì chắc chắn player sẽ một lần nữa đánh tổng lực bên trong A bá thôi. Tốn rất nhiều đạn nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức là cấu yếu đi Inter. Và bây giờ là thời cơ để player họ di chuyển thẳng vào A. Mình đã có thông tin khẩu súng to duy nhất bên phía đối phương ở B, và thậm chí B có tối thiểu là 3 người. Và đội hình của Astralis lúc này thì họ đang dồn ra khu vực mid đồ rất đông. Bom side B thì lại được bỏ trống hoàn toàn. Họ vẫn đang dồn những sự chú ý vào khu vực bom site A thôi. Hobbit đang là người đi tanh đầu. Còn vị trí của anh chàng Blamef thì anh ta đã bị nằm xuống bởi khẩu ốp trong tay của Shiro. Khẩu súng to duy nhất đã rơi. Và Falik anh ta sẽ là người thừa hưởng lại cái khẩu súng này.
Đây sẽ là một round di chuyển vào B rất dễ dàng dành cho các tay viên của Players. Họ vẫn cài lại Hobbit để có thể tạo động, và như vậy là cộng 1 AK dành cho các tay viên của Astralis. Nhưng vào thi đấu chiến thắng thì đã tới với Players rồi. Họ đã là đội tuyển vươn lên dẫn trước với tỷ số là 13-12, bởi vì bây giờ Astralis retake gần như liều không thể. Rõ ràng là bầu 4-4, nhưng mà lượng giáp trên người của Astralis là con số 0. Đấu súng trực diện đã là rất khó khăn. Và Alex đổi được một, nhưng đó cũng là tất cả gì ta có thể làm được. Đáng ra đến rất sớm ở Astralis ơi. Zipek bị đẩy vào tình thế 1 vs 2. Có một cái kit trên người thật đấy, nhưng địch thì cũng đang thi đấu rất an toàn. Người yếu máu thì cầm ốp là Shiro. Navani thì cũng không cần phải có động thái đẩy ra quá cục làm gì cả. Không hề có smoke để che lại kép dành cho vị trí của anh chàng Zipek. Và quả bom thì cũng đang đặt đẹp cho đội hình của Player. Bây giờ thì Navani cũng chỉ là một nhịp nhá mà thôi. Zipek đẩy vào sẽ thấy Shiro ở đây, và đó là cái chết dành cho anh ta. 13-12, một round thi đấu mà các thành viên của Players nhận tình huống xử lý cuối cùng không hề vội vàng. Shiro game một góc rất đẹp, Navani đứng đầu tiên. Và khi Zipek lao vào thì cái góc để mà nhìn được Navani thì cũng khá là tối. Như vậy là vẫn đang rất căng thẳng đến từ cặp trận thi đấu mà chúng ta đã theo dõi. Còn trong khi đó ở cặp trận ở luồng thi đấu còn lại thì đang rất bất ngờ khi ASG lại là đội tuyển đang dẫn trước với khoảng cách đó là 15-2 trước các thành viên của Sengo. ASG thì một đội tuyển khá là lạ lẫm khi đất nước của họ cũng là, nếu không nhầm thì là Cộng hòa Kosovo, thì cũng mới thành lập cách đây một khoảng thời gian khá là ngắn thôi. Kosovo thì là đội hình của Bad New Eagle. ASG thì tôi cũng không có quá nhiều thông tin về anh chàng này. Nhìn tên thì tôi có thể nhận ra một vài người như của Waterfall hay là Ryzen. Nhưng mà nhìn về mặt tổ chức thì có lẽ đây là một đội tuyển tương đối non trẻ. Chưa bao giờ tôi thấy họ ở trên bản đồ CSGO thế giới cả. Còn với các thành viên của Astralis và Players thì sao đây? Vẫn là một di chuyển khá khó chịu đến người Players. Hầu rất đông người bây giờ băng qua Spook luôn đến từ Inter. May mắn là quả flash đó trắng để ép cho Astralis lùi về. Nếu không thì đó sẽ là cái án tử dành cho supporter của Players. Hobbit bắt đà mình đẩy vào, Blame F quá tham lam và phải bỏ mạng rồi. Zipback thì sao đây? Pha mắt đối đầu trực tiếp AK không phải là bí tưởng hay, nên lùi về. Astralis sẽ back về một đội hình 3 bom side B. Nhưng đây cũng là khoảng thời gian đủ để Players có thể quay ngược trở lại A. Hobbit pha này ta cần phải chiến thắng một bản thân rồi. Không có double kill, Falik đã lao ra bắn tốt. Và đội hình thì vẫn đang là có lợi thế cho Players. Nhưng mà từng chính xác là họ đang có hai player khá yếu máu. Clayvo cũng phải ngã xuống. Còn đó Falik thì cũng không làm thêm một điều gì cả. Một mình vị trí ở config, và với cái lượng tiền của cả team đang rất yếu đuối, thì anh ta sẽ cần phải ưu tiên giữ lại cho mình cái khẩu pha mát này. 13 và sẽ là 14 dành cho các thành viên của Players. Khi một round thi đấu tiếp theo thì Astralis họ khá yếu tiền. Một round thi đấu mà lại tiếp tục là Hobbit tỏa sáng. Di chuyển rất khôn ngoan. Có được cho mình một mạng ngã gục. Khi mà Blame F phải nói là tham. Rất tham đến từ Blame F. Không có thông tin gì ở middle cả. Blame F ra spam như chỗ không người. Trong khi rõ ràng gần như mọi round thi đấu thì Hobbit đều sẽ là người đi biter cho các thành viên của Players. Và cái hướng biter duy nhất để có thể vào được bên trong khu vực bom B thì đẹp, nó sẽ là ở khu vực B shot. Còn nếu như bò vào trong sniper net thì hoàn toàn Astralis sẽ có cơ sở để có được thông tin. Nhưng Blame F lại có một quyết định quá sai lầm và phải bỏ mạng. Sau đó thì cũng làm từ con di chuyển quái đến từ Hobbit, khi Zipek không thể ngờ được rằng anh ta đã di chuyển sang bên tay trái của bản của Zipek. 14-12 và Players đang đứng gần hơn với một chiến thắng ở cặp trận thi đấu BO3 này, map đầu tiên. Và để xem Astralis liệu rằng có thể lật ngược lại thế trận hay không đây, thì trông rất giống là họ sẽ chuẩn bị để cho Players chạm tay vào cái match point của mình. Quyết định cũng còn là khá sai hát giữa Astralis. Họ sẽ cố gắng để giấu trận cứu với trận thi đấu này về là thi đấu overtime. Chúng ta nhìn cái lượng bài của họ, họ sẽ để lại một lượng tiền cho round thi đấu tiếp theo. Thì dự báo đây cũng sẽ là một round thi đấu tiếp theo cho các đội Players. Nếu như họ không mắc sai lầm, con Vip tận dụng có mắt là tốt. Axai lại có cho mình cái double kill. Và khẩu súng to duy nhất của sao đỏ châu Âu lúc này đã rơi. Còn bom mìn chính xác là C4 của Players thì họ vẫn chưa để lộ ra bất kỳ thông tin nào cả. Dẫu sao thì đấy cũng làm round thi đấu mang tính chất thủ tục là nhiều dành cho các tay viên của Players.
Astralis với cá tính an toàn của họ thì việc eco round này và bắt đầu chủ động chuyển sang trạng thái là đi cứu Matchpoint cũng là điều hoàn toàn đã tiên đoán được trước. Đội hình của player sẽ cùng nhau đi thẳng vào trong bom A mà thôi. Ngược lại thì Astralis bây giờ mới bắt đầu có động thái đẩy đầu tiên để lấy về thêm lượng thông tin. Phải có phép màu xảy ra ngay thời điểm này thì may ra mới có thể có được Rathalos chiến thắng dành cho đội hình của Astralis. Và liệu dòng phép màu đó có tới bởi khẩu AK của Valix hay không đây? Sipek về được đến khu vực tempo thì cũng không có quá nhiều cơ sở đấy, ta có thể xử lý khi Smoke đã che đi tầm nhìn. Còn Valix thì bị pha kề lại của Shiro hạ gục. Hết rồi. Có lẽ nhập AK thời điểm hiện tại cũng là khó dành cho các thành viên của Astralis để nói việc thắng vào thi đấu này. Blade Map bị bắt đi, Sipek được đi một từ trước và ngay lập tức đó là chiến thắng dành cho các thành viên của Players. 15-12, 3 match point cần phải cứu. Cơ sở đưa loạt trận của chúng ta vào Ota vẫn đang là con dành cho Astralis. Nhưng với phong độ hiện tại của Players, hơi khó để điều này có thể xảy ra. Nếu như Players có thể giành chiến thắng ở map thi đấu này thì họ cũng hoàn toàn có thể đưa trận đấu về tỷ số đó là 2-0. Khi mà như đã nói trước đó thì cái tỷ lệ thắng hiện tại của Astralis mang theo đất xa đó là 0%. Họ cũng không bắn là quá tốt ở map thi đấu này. Và có vẻ như sẽ phải có một tình huống tactical tham máu cuối cùng được các thành viên Astralis đề ra thôi. Không còn gì để mất, cố gắng cứu vào overtime. Còn trong khi đó đối với cả thành viên team Players thì lượng tiền của họ lúc này đang là rất nhiều. Họ đủ dùng từ giờ cho đến hết 30 round thi đấu chính thức luôn. 10.000 tiền đến từ Shiro, Hobbit 6.000, Eater cũng 8.000, Axai cũng 8.000. Mỗi Navani nghèo thì đồng đội lại quá giàu. Mà thật ra cái nghèo này của Navani chỉ là nghèo so với đội hình của Players nha. Chứ nếu so với cái lượng tiền tiêu chuẩn trung bình bình thường thì cũng không phải lượng tiền nhỏ chút nào đâu. Nó gọi là thuộc tầng lớp trung lưu. Còn đối với các thành viên của team Astralis thì họ chả có gì để mất cả. Nhưng họ đang thi đấu với việc Bombsite A sẽ được solo bởi vị trí của Glaive cầm một khẩu ốp. Setup double ốp đang được triển khai tới từ các thành viên của Astralis. Và hiện tại thì một khẩu ốp còn lại đang ở khu bom tại B đục đẽo là khá rát đến từ Zipbeck. Nó khiến cho Navani yếu đi được một chút xíu máu. Còn Blame Alpha này nếu như player di chuyển ơi thì hoàn toàn có thể là có mạng nhảy. Và nó đã lộ tiếng rồi. Lửa trả vào và Blame F ngay lập tức cũng sẽ lùi sâu hơn một chút xíu. Khôn ngoan đến từ vị trí Blame F không lên cường skill làm gì cả. Và bây giờ thì anh ta đã hạ gục đi Navani khi mà in-game leader của Players có vẻ như là đẩy hơi cục. Đội hình của Players vẫn còn một phút nữa để có thể xử lý. Kim Hobbit vẫn đang đóng vai trò bài tờ không để lộ một chút info nào ở khu vực bombsite A. Còn ngược lại thì Players, những cá nhân còn sót lại của họ vẫn đang khá trì với quyết định đánh B của mình. Chưa hề có một động tác di chuyển ngược nào về mid đến từ thời điểm của Players cả. Không biết là khoảng thời gian sắp tới thì họ sẽ làm gì đây. Trông giống là đánh B lắm rồi. Và Link vẫn không thể nào giành chiến thắng với khẩu op được. Và đây là tiền đề để các thành viên Players có thể lao lên. À, chính xác là Zipback cùng với cả vị trí Blame F thì họ không có bom. Zipback bây giờ đã ra xuống upside cầm op lên bắn nhau. Nhưng đó là quyết định không quá khôn ngoan. Quyết định đụng đạn đến từ vị trí của trạng Interzet. Nhưng quả bom thì sẽ được mang về, đó là khu vực bom site A. Còn Interzet chỉ cần câu kéo. Và hiện tại toàn bộ đội của Astralis đang về B hết rồi. Bom site A sẽ bỏ trống hoàn toàn dành cho thành viên của Players. Quá thông minh. Chứ nó là quá thông minh đến từ Navani mà thôi. Và côn tim rất ảo, tạo cực kỳ nhiều áp lực ở khu vực bom site B. Và thậm chí đấu súng 2, đấu 2 họ còn phần nào là đội cửa trên. Và bây giờ khi retake về, đội hình của Astralis sẽ làm sao đây? Góc ngồi của Orbit này, Glaive không thể nào đoán ra được. Khẳng định bây giờ Glaive rất khó để check vào. Nhưng Glaive vẫn check vào kia. Quá kinh nghiệm đến bộ áo 8 cân. Chỉ còn lại một mình Shiro mà thôi. Shiro không thể clutch được pha này. Tôi đã nói quá sớm, tôi đã mất niềm tin vào Astralis quá sớm rồi. Glaive lại phải là Glaive lên tiếng. In game leader, côn team lại còn phải gánh kèo. Không tin được. Nhưng câu chuyện thì cũng vẫn sẽ là khó cho Astralis. Khi mà lượng tiền như đã nói trước đó, các players là không thể đánh sập. Và để cùng xem là liệu round thi đấu này thì players có thể dứt điểm được luôn đến dứt điểm được luôn Astralis hay không đây. Vẫn sẽ làm sẽ đắp đắp một ốp giống như round thi đấu trước đó. Mid đồ lần này Hobbit sẽ là người chịu trách nhiệm. Nhưng
Mộc Trả đã là quá kỹ thuật. Bây giờ Obit đẩy ra, Config vẫn là người thấy chiến thắng. Một quả flash của Axai nhưng nó lại vô tình khiến Obit bị chớp. Và lợi thế đã có lại cho Astralis rồi. Nafani để vào kép đầy công. Còn Blame Effa này giá check, anh ta đa lộ nửa thân người. Nafani thừa cơ để lao lên và ta nhìn thấy tên của Zip Mạch nhớ. Nhưng vào đây đó là mạng cho Nafani. Trước đó y tớ dẫn gã xuống phải pha lịch. Tình huống đâu về đó là 3v3. Chuyên kiểu tốc độ quá cao đến từ cả hai đội tuyển này. Và bây giờ thì bộ đôi bên phía Team Players có những động thái muốn di chuyển ngược về middle. Vị trí của Falik chính xác là Glaive thì lại quá tò mò. Đi thẳng vào tâm ốp của Shiro. Và bây giờ thì áp lực được tạo ra ở bomb B là quá lớn. Astralis chỉ có là hai cái tên mà thôi. Họ bắt buộc phải cùng nhau giữ lại cuộc bomb side B này. Bây giờ cài Config lại middle thì đã là rất muộn rồi. Navani góc kề trước một tôi xong. Config ơi không chạy đi đâu được nữa cả. Và Lick đã lộ ra tổng tin với đội hình bên phía của Team Players. Bây giờ họ đánh đâu cũng thắng thôi. Và Lick những tình huống bắn off từ đầu trận đấu tới giờ. Chúng ta đã thấy rằng anh ấy bắn chuẩn là khá nhiều. Thậm chí bây giờ bế quan tỏa cảng 16-13 dành cho Players. Như vậy là chúng ta đã kết thúc map thi đầu tiên. Map thi đầu Ancient cũng có một vài điểm nhấn tương tự Astralis, đặc biệt đến từ vị trí của Glaive đúng không nào. Vừa đánh trống vừa thổi kèn, bắn hay, tactic cũng khá là tốt. Nhưng mà có một vài round thi đấu thì đôi khi những cái sự cầu toàn và tactic của đội tuyển Astralis nó lại làm khó chính bản thân mình. Thật ra nếu như mà để nói ai đã là người cô tốt hơn ở trong cặp trận thi đấu chính xác là map thi đấu Ancient lần này, cá nhân tôi sẽ đánh giá cao Navani hơn. Navani đã có những quyết định thay đổi nhịp độ trận đấu, có những bài vở hack não được đội bên phía của team Astralis rất tốt. Và thật ra thì nó cũng phụ thuộc thêm một tiền đề, đó là tay bên phía của team Players vào hơn so với đội Astralis ngày hôm nay. Mặt bằng chung họ đã là to hơn so với Astralis rồi và phong độ họ cũng cao hơn nữa. Thì những cái tình huống di chuyển mà Navani gọi côn cho những người đồng đội của mình nó sẽ dễ dàng rất nhiều. Ví dụ như một pha xử lý mà tách người ra, chia lẻ từ một pha xử lý 4v4, đội hình của Gambit Players họ tách đôi ra để lại Axai và Inter cùng nhau khuấy đảo khu vực bomb side B, vẫn đổi được rất nhiều mạng. Và đội của Astralis đến lúc back về hết khu vực bomb side B thì Players đã cầm được bomb vào khu vực bomb side A rồi. Và phải nhờ đến sự xuất sắc của Glaive thì mới có thể clutch được round thi đấu đó. Nhưng nhìn chung lại thì đó cũng chỉ là những cái hy vọng được thắp lên rồi cuối cùng lại bị dập đi đến từ tay của Astralis, khi mà Players đã là đội tuyển kiểm soát nhịp độ tốt hơn hẳn ở trong cái map thi đấu này. Và bên phía T-side, Astralis làm tốt bao nhiêu, Sang City họ lại làm tệ đi bấy nhiêu. Đặc biệt phải nói đến lại một lần nữa là cái tên Falik. Và đó là những gì mà mình đã tóm gọn lại xương xương về những cái tactic, những cái chiến thuật được các thành viên Astralis cũng như là các vị đề ra qua Caster Hana. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ra trong ít phút trước khi đến với map thi đấu tiếp theo. Map thi đấu Dirtside được dự báo là rất nhiều khó khăn dành cho thành viên của Astralis khi tỷ lệ thắng của họ này là 0%.